Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chibi của chúng ta sẽ đang chơi ở nhà cát các bạn ơi. Bắt đầu nào, cùng chơi với chibi nào. Bibi ơi, Bibi đang cầm con gì đấy Bibi ơi? Con gì nhỉ? Cổ ngắt. À đúng rồi, hả chị em chiên chiên xem khủng long với hai con khủng long của chibi xem con nào thắng nào, chiến đấu nào. Ồ, chưa thắng phân thắng bại mà hai bạn lại đi rồi. À bé chip này, Bibi này. Ồ, chúng ta xung quanh rất là nhiều cát và nhiều các con vật đáng yêu luôn. À Bibi ơi, chiến với mẹ nào. Mẹ có con hổ nào, hổ chiến với khủng long nào, chiến nào. À Bibi ơi, đáng yêu, đáng yêu quá. Ôi, đừng có vậy mà. Sao lại, ném cát vào đầu mình đâu. Đau lắm. Ui, đau lắm. Ui, đau quá thôi á. Ấy, đây là con gì các bạn ơi? Không đúng, không đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đây chỉ là con voi đó. Còn đây, sư tử chuẩn luôn. Chính là chú sư tử này. Còn đây, đố lại các bạn nha. Con voi. Chuẩn luôn. Đây là con gì nha? Con này là con kangaroo. Đúng rồi, đây chính là kangaroo. Đúng rồi, thích quá các bạn ơi. Yêu quá nào. À, các bạn có thích vào một nhà cát rất là nhiều các con vật và rất là nhiều cát để chơi như này không? Vậy thì chúng ta phải như thế nào nhà Chibi nhà? Phải như thế nào thì mới được đi chơi nhỉ? À, bà chắc con làm giỏi như này không bà bố mẹ? Chuẩn luôn, giỏi quá. Bố mẹ ngoan, các con bé ngoan. À, Bibi ngoan. Phải được bé ngoan này, chứ phải học giỏi này, kế tướng xưa. Mình có bé ngoan. Chắc giỏi mẹ chắc con nghe nói ông bà bố mẹ. Ông bà bố mẹ hát chân đi. Con mặt trời. Đúng luôn. Vậy các bạn cũng thế nha. Vậy trong ngoan học giỏi nghe lời ông bà bố mẹ nha. Để mà được vui chơi rất là nhiều trò chơi ở trong Bixi luôn. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ dùng chiếc xe này là xe gì nhỉ? Xe tải. Đúng. Xe tải sẽ chở nào chú voi, chú sư tử trắng nào. Vượt qua chướng ngại vật. Nó vượt qua được hết các chướng ngại vật rồi này. Giỏi quá. Bibi ơi, Bibi à, Bibi ơi. Bibi, mẹ cho Bibi chiếc xe tải nha. Bibi cùng ném cát vào để đẩy nha. Chị ơi, chứ có gì đấy con? Con trắng. Chip có trong chóng đang chơi. Hai bạn có chiếc trong chóng rất là đẹp luôn này. Bibi ơi, yêu quá. Chúng ta bây giờ nhìn xung quanh thật là thích đúng không nào? Vâng ạ. Ôi, Bibi ơi, Bibi chui trong đấy làm gì đấy con? Bibi đang cầm con gì đấy nhỉ? Con ngâm. thích không này? Con ngâm của mình. thích quá. Wow. Ở đây này chúng ta có một chiếc xe có rất là nhiều đồ dụng cụ. Bây giờ cùng xem, cùng khám phá nào. Có những chiếc xe này, xe tải bé bé thôi này. Bây giờ xem còn gì nữa nào. Đây là những đồ để mà xúc cát này. Đây là sẻng xúc cát này. Chúng ta xúc vào xe tải nào. Xếp xúc đây. Chiếc xe tải để mà gì luôn. Đúng không nào? Đây, chiếc sẻng của chúng ta rất là tiện lợi luôn. Thích quá. Bây giờ cùng xúc vào chiếc xe tải này để mà chở chiếc xe tải đi chơi đi luôn. Đi chở hàng luôn. Wow, để chúng ta chở hàng đã. Bibi ơi, chở đến cho Bibi nào. Bibi cũng đang xúc rất là nhiều cát lên chiếc xe tải của Bibi đó các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc xe tải, hai chiếc xe tải, ba chiếc xe tải và chiếc xe tải của Bibi là rất là bé luôn. Bé xíu thôi. Vui quá, bye bye các bạn nha.